Phan Đỗ Nhật Tân. Phương Nam. Đường truyền dành cho Opara. Đá có lỗi của Hoàng Trọng Phú. Hậu vệ cánh phải trên sân lúc này của Sài Gòn Xuân Thành, Hoàng Trọng Phú là người trước đây đã từng chơi cho đội bóng hạng nhất TDC Bình Dương. Quốc Thành. Quả chuyền của Phan Đỗ Nhật Tân. Abraham.